Mình xin chào các bạn. Củ ném ở quê mình rất là nhiều và rẻ, cho nên mình về quê là mình mua vào miền Nam mình ăn nha các bạn. Ăn củ ném thì rất là tốt. Ở quê thì người ta bán 1 kg là 75.000. Còn ở miền Nam nhiều lúc mình mua thì 1 kg 200.000 á các bạn. Thì củ ném này á, bạn nào mà có em bé thì các bạn lấy củ ném này nè, với dầu tràm á, các bạn giã củ ném, các bạn bỏ vào dầu tràm thì mình sinh bé ở trong tháng á, mình sức cho bé thì không bị trúng gió này, sức vào áo quần là có một cái mùi thơm là chống muỗi luôn các bạn. Còn mình nhớ hồi xưa mình ở nhà mình đi củi ở trong rừng á, mình bị mưa ướt á, là về mẹ mình thường lấy 7 củ ném này nè là cho con trai, con gái là 9 củ ném, sau đó là nhai và uống nước ấm vào thì không bị cảm á các bạn. Củ ném này thì quê mình thì gọi là ném, còn có quê thì gọi là nén, và có nơi thì gọi là hành tâm, nhiều tên gọi lắm, còn Quảng Trị thì gọi là nén. Thì mình mua vào rồi thì mình rửa các bạn ơi, mình rửa cho nó sạch rồi mình đem đi phơi nắng, sau đó là các bạn sẽ bỏ vào tủ lạnh. Các bạn ăn làm như vậy là rất là tiện, mỗi lần ăn là mình không phải rửa, và làm như vậy thì giúp cho củ ném bảo quản được lâu, không có mọc mầm. Bây giờ mình đi rửa là mình đem lên ban công nhà mình rồi mình phơi. Thì củ ném này là trị bệnh rất là tốt đó các bạn. Các bạn mà ăn củ ném này nè, mỗi lần các bạn phi lên rất là thơm luôn. Các bạn mà phi lên là người đi ngoài đường người ta vẫn nghe được cái mùi thơm. Thì ăn củ ném này là tốt cho thận, nhất là bị cảm cúm, ăn là rất là tốt. Nó giúp là tiêu đờm, giải cảm và rất là lợi tiểu các bạn ơi. Cho nên là mình ở quê là mình ăn củ ném này nhiều, còn vào miền Nam này thì mình vừa ăn củ ném vừa ăn củ hành tím. Còn ở quê thì mình thấy mẹ mình là đa số ăn củ ném là phần nhiều. Mình rất là thích ăn món gà kho củ ném á các bạn. Ơi, mình đem lên ban công mình phơi này. Phơi cho khô mình để vào tủ lạnh mình ăn. Đó, trên đây nắng mà sạch. Đây, ban công nhà mình đây. Thơm. Đó, đây là ban công nhà mình. Trên này mình nuôi bồ câu, nuôi chim. Chim bồ câu, gà. Đó. Nếu các bạn nào mà chưa ăn củ ném thì mua vào ăn cho biết nha. Rất là ngon, thơm và tốt cho sức khỏe. Mình chúc cho các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tràn đầy sức sống và yêu đời trong cuộc sống này. Đó, mình ở nhà nội trợ nhưng mà rất là vui. Mình trồng rau, mình nuôi chim, đưa đón con đi học, cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất là nhiều niềm vui ở các bạn ơi. Mình về quê mình đem vào nhiều món lắm. Ở quê mình thì đồ rất là rẻ mà ngon, chất lượng. Cho nên mỗi lần về quê là mình đem vào, mình trữ đầy chặt tủ lạnh luôn. Mình ăn cũng được lâu á các bạn. Đó, nên mỗi lần mình về quê mình rất là thích. Bạn thấy chim mình nuôi không? Mình nuôi chim mình bán được luôn á các bạn ơi. Cuộc sống rất là yêu đời. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Đó, các bạn nhìn nha, đa mình trồng nhiều không? Lựu nhà mình nè. Mình về quê rồi ông chồng mình ông tưới dùng mà bữa giờ cũng có lúc mưa ông không có tưới. Nên là hên mình vô mà nhiều cây còn sống mình rất là mừng.